anh chàng này vì muốn có tiền để chăm lo cho người yêu, nên anh đã đồng ý chụp hình nhạy cảm và phục vụ lão già. Phim bắt đầu với những bước đi của một anh chàng có ngoại hình rất lôi cuốn, anh luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Trong lúc đi dạo trên con phố, có một lão già cứ bám lấy anh. Sau khi làm quen và biết lão là chủ tịch một công ty, lão đưa anh đến căn hộ của mình ở tầng 18. Anh ta tên Z, mối quan hệ của anh với người khác được tính sòng phẳng bằng tiền. Sau khi vui vẻ với lão già, anh lại lang thang trên con phố. Khi dạo bước ngang phòng tranh, anh nhìn vào tấm kính để chỉnh trang đầu tóc một chút. Sam và Kana bên trong nhìn ra, thấy sự điệu đà của Z nên họ thấy buồn cười. Z lại bước trên con phố, anh cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Z chạy đến phòng tranh tìm Sam và Kana, cả hai vừa rời đi mất. Z dừng lại một tạp hóa ven đường, anh mua một ít thuốc hút. Nhìn bên kia đường thì thấy Sam và Kana, Z vội vàng đuổi theo họ. Z thấy Sam và Kana uống coffee, anh giơ tay chào hỏi. Nhưng khi Kana ngoắc anh lại, thì anh không đến làm quen họ, anh vẫy tay chào rồi rời đi. Khoảnh khắc thấy Sam và Kana hạnh phúc bên nhau, nên anh ngưỡng mộ rồi đi theo để nhìn họ, vì thứ tình cảm này như truyền năng lượng cho anh thêm hạnh phúc. Z trở về quán bar nơi mình làm việc, ở đây có anh quản lý rất hay nói, thấy vẻ chán trường của mọi người nên anh ta cổ động thêm tinh thần. Z mặc anh quản lý kia có nói gì đi nữa, anh vẫn thẫn thờ như bị ai đó hấp hồn. Có cuộc gọi đến, anh quản lý sau khi nghe máy thì sắp xếp một người đi tiếp khách, người đó là A Trinh, cũng là bạn thân nhất của Z tại quán bar. Khách của A Trinh sau khi sử dụng dịch vụ vui vẻ thì lại ngồi khóc, vì anh ta thấy có lỗi với cậu học sinh mà anh ta yêu thầm. A Trinh cạn lời bỏ đi. Z và A Trinh ở chung phòng. Sau khi A Trinh đi khách về thì tâm sự cùng với Z. Z cũng tâm sự với A Trinh rằng đã gặp Sam ngày hôm nay. Z rất thích sự dễ thương của Sam. Hai chàng cảnh sát này sau khi lập biên bản với một người đậu xe trái phép, rồi cả hai cùng nhau đến một căn hộ để gặp lão chụp hình tên Gucci. Chàng trai cảnh sát trẻ vì muốn kiếm thêm tiền nên đồng ý chụp một bộ ảnh khiêu gợi. Sau khi lão Gucci chụp xong thì vẫn chưa hài lòng, ông ta gọi cho người quản lý quán bar của Z để tìm giúp một người mà ông ta đã từng chụp trước đó, vì anh ta rất đẹp trai và lễ phép. Tên quản lý vừa nói chuyện xong, quay sang thì thấy mẹ của nhân viên tên Cindy khóc lóc van xin tên quản lý đừng ép con bà làm nghề này. Tên quản lý tức tối là con bà ta tự muốn làm chứ anh không có ép, rồi nổi quạ bỏ đi. Z bỗng nhận được cuộc gọi lạ, và người đầu dây bên kia nói, đã gặp anh ở phòng tranh rồi hẹn gặp anh. Lòng vui sướng vì nghĩ sẽ gặp lại Sam, nhưng khi đến nơi thì gặp một lão già. Lão cho biết thấy tin đăng quảng cáo, nên mới gọi cho Z. Z hậm hực trở về quán bar, thì ra A Trinh sau khi nghe việc Z gặp Sam, A Trinh đăng báo để giúp Z gặp lại Sam, cũng như tìm thêm khách mới. Sau đó tên quản lý đưa cho Z thông tin khách VIP, buộc anh phải đến phục vụ. Z đến gặp khách hàng, một tên béo ụp nhào đến mâm mê anh, Z vội tìm cớ để bỏ đi. Nhưng vừa mở cửa thì bị thuộc hạ của hắn chặn lại đẩy vào trong, ép Z phục vụ hắn ta. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ra ngoài mua một ít thức ăn, thì vô tình gặp lại Sam, vì Sam đang làm nhiệm vụ, nên cả hai hẹn gặp lại nhau lúc 6 giờ chiều tại nhà ga. Chiều hôm đó, điện thoại của Z kêu liên tục vì bài quảng cáo đó, nhưng Z không nghe máy, chỉ đứng đợi Sam, cả hai gặp lại rồi cùng nhau đi ăn. Z vui vẻ kể chuyện tình của mình với bạn bè, mùa xuân như trở lại với anh. Sam là con một, anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để ba mẹ anh luôn vui vẻ. Z được mời đến dùng cơm cùng gia đình Sam. Ba mẹ của Sam cũng rất vui vì con có bạn bè đến chơi. Sau bữa cơm, Sam đưa Z lên tầng thượng chung cư. Sam tâm sự với Z, anh rất yêu gia đình và kính trọng ba mình. Trước đó ba của Sam cũng là công an như anh, nhưng vì buồn chuyện mâu thuẫn trong công việc nên quyết định nghỉ để chạy taxi. Anh cũng cho biết nơi này là địa điểm yêu thích của anh, để anh tuôn trào cảm xúc mỗi khi có chuyện vui buồn. Và Z là người đầu tiên được Sam đưa đến đây. Sam đã nói chuyện rất nhiều với Z, dù trước đó Sam rất ít nói chuyện. Cả hai tạm biệt khi màn đêm buông xuống, Z lại trở về với công việc của mình ở quán bar. Họ cùng nhau đến một vũ trường. Tại đây, Z gặp lại Kana, tuy nhiên Kana ăn mặc theo phong cách quý ông, nên Z cũng ngờ ngợ chứ không chắc chắn đó là Kana. Z tiến đến gạ tình Kana, nhưng Kana lại đi vui vẻ với một bạn tomboy khác, trong sự ngỡ ngàng của Z. Sau đó anh bỏ ra ngoài, lang thang trên con phố đông người, rồi nhớ đến Sam, Z lấy điện thoại ra gọi cho Sam. Dù đang tuần tra nhưng Sam vẫn cố gắng để đến gặp người mình thương, cả hai cùng nhau dạo phố đêm. Sáng hôm sau, Z đứng ở chợ thì có một gã đàn ông đến gạ gẫm anh. Z nhìn thấy Sam đang đi chợ nên nhanh chóng bỏ lại gã đó. Z lại đến nhà Sam dùng cơm chung. Sau đó Sam và ba anh đi làm, Z ở nhà với mẹ của Sam. Anh cùng bà nói chuyện và tâm sự, Z dần hiểu nhiều hơn về Sam. Mẹ của Sam cũng rất vui vì thấy Sam chơi thân với Z, vì trước giờ Sam rất ít bạn bè. A Trinh gặp Sam trên phố, A Trinh chạy theo và gọi Sam là Phai. Khi Sam quay lại thì biểu hiện như chưa từng biết A Trinh.
và bảo A Trinh đưa chứng minh để kiểm tra trong sự ngơ ngác của A Trinh. Dù A ngay tài xế là ba của Sam, ông thấy địa điểm có gì đó sai sai, nhưng Z nói dối là chỉ đến đó gặp bạn bè thôi. Một vài ngày sau đó, Z đứng hóng mát tại một con dốc thì KS đi ngang qua và bắt chuyện. Cả hai lên xe và đi thẳng về nhà KS, họ nhanh chóng vui vẻ cùng nhau. KS đề nghị gặp lại Z, nhưng Z từ chối rồi ra về. Z chơi bóng chuyền cùng bạn bè, anh vừa bị trật chân để Sam đưa về nhà. Z muốn thổ lộ tình yêu của mình với Sam. Sam ngồi ở ghế sofa trong lúc đợi Z tắm ra, thì A Trinh bước vào phòng gặp lại Sam. Cả ba nhìn nhau trong sự ngượng ngùng, Sam vội vàng bỏ về và phớt lờ đi A Trinh. A Trinh tức tối với hành động của Sam, anh đập nát đi chiếc đĩa hình quạt của Sam tặng anh lúc trước, như quyết định bỏ đi mối tình của anh dành cho Phai. Z hiểu ra được Sam chính là gay, Z chạy ngay đến nhà Sam và công khai tình cảm của mình với Sam. Cả hai say đắm hôn nhau, lăn lộn trên giường. Bỗng dưng nghe có tiếng bước chân.
Sam chạy theo và biết được ba mình đã thấy, rồi bảo Jet rời đi. Tối đó, Sam ngồi ăn cơm cùng gia đình trong sự căng thẳng. Ba của Sam vẫn cố gắng vô tư bàn việc đi du lịch cùng gia đình. Tuy ba của anh không có biểu hiện gì, nhưng sâu thẳm bên trong Sam là sự cắn rứt. Sam phụ mẹ anh rửa chén, và mẹ anh bảo đến gặp ba lấy thuốc bà để quên trên xe. Từng bước đến gặp ba ở ban công mà lòng nặng trĩu, ba anh không nói lời nào. Ông chỉ nhìn anh rồi không kiềm lòng để giọt lệ chảy trên má. Sam buồn bã trở về phòng khóc, anh lặng lẽ ngồi vào bàn viết một lá thư. Đêm đó, anh lên sân thượng chung cư, nhớ lại giọt nước mắt của ba anh. Anh thấy có lỗi với sự kỳ vọng của ba mình. Anh đã tổn thương người anh yêu quý nhất, ngắm nhìn một vòng Hồng Kông. Đây là nơi anh yêu thích nhất và sau đó, cũng từ nơi này, anh sẽ không trở lại để đối mặt với những lỗi lầm của mình. Kể từ ngày Sam ra đi mãi mãi, Jet sống trong vô định và ngày một bê tha ở các quán bar. Vì anh vẫn không biết tại sao Sam ra đi, lỗi do anh hay là đâu. Kana đưa đến cho Jet một bao thư trước khi ra đi của Sam. Trong đó là bức thư tuyệt mệnh và tờ quảng cáo tìm Sam của Jet. Bức thư cho Jet biết Sam yêu anh, điều đó là sự thật. Nghẹn ngào đọc từng chữ, Jet cuối cùng cũng có được tình yêu thực sự. Đêm đó, hình ảnh của Sam trong giấc mơ, như lời chào từ biệt cuối cùng mà Sam dành cho anh. Cảm ơn các bạn đã xem review phim của kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để nhận những video mới nhất. Và đừng quên nhấn like để cổ vũ tinh thần mình làm thêm các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.